17 tháng 8, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992, ở gần nhà An về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Đây là hai bảo mẫu bạo hành, gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi hồi đầu năm nay. Sau phóng các luật sư bảo chữa cho hai bị cáo, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào sáng ngày 25 tháng 8. Ngay khi bước vào phòng xét xử, an và lành luôn cúi mặt, bật khóc tức nở. Đặc biệt, khi được dẫn ra khỏi trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hai bảo mẫu gào khóc với tay chồng người thân. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm. Tháng 11 năm 2022, An và Lành rủ nhau đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ để lấy tiền. Cả hai đã thuê mặt bằng tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ. Tính từ khi mở lớp đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, An và Lành đã nhận trông giữ 7 bé. Giữa tháng 2 năm 2023, do bận đi làm nên chị Phùng Thị Tê, sinh năm 1981, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, gửi con trai là cháu Phạm Tiến Đê, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại cơ sở của An và Lành. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, chị Tê đưa cháu Đê gửi tại đây. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, An và Lành đã đưa các cháu vào phòng ngủ, thì cháu Đê đã bảo chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc, bực tức. Lành đã bế cháu đê mang vào phòng ngủ rồi ném cháu xuống tấm đệm xốp trải dưới nền nhà, làm đầu cháu đê bị đập vào tấm đệm xốp. Cháu đê tiếp tục quấy khóc nên lành đã quát tát cháu rồi để cháu đê nằm ở đó đi ra ghế ngồi. Thời điểm này, An ở trong phòng ngủ nhìn thấy lành đã ném và tát cháu đê nhưng không nói gì. Khi thấy cháu đê vẫn khóc, An đã đến chỗ cháu đê nằm ở trên tấm đệm, dùng chân dẫm đạp vào bụng, ngực và vùng tai của cháu đê. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tê đến đón con thì thấy hai bên tai của cháu đê đã bị bầm tím. Chị T đã hỏi Lành về nguyên nhân, Lành nói do cháu đê chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời là Lành, chị T đưa cháu đê về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu đê có hiện tượng nôn chớ. Các ngày tiếp theo sau đó, vợ chồng anh T vẫn đưa cháu đê đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành. Ngày 26 tháng 2, do bận công việc nên Lành đã nghỉ, chỉ còn An trông các cháu. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, An thấy cháu đê quấy khóc nên nét bực tức, dùng tay sách và ném cháu D xuống nền nhà, dùng chân phải đạp vào bụng của cháu D rồi bỏ đi vào trong bếp. Khi quay ra, An thấy cháu D bất tỉnh, miệng nôn, tay tự cào trên mặt đất nên đã gọi điện thoại cho Lành thông báo tình trạng của cháu D. Nhân điện thoại của An, Lành đã hướng dẫn An lấy nước cho cháu D uống, nhưng cháu không uống, An liền đổ cốc nước vào mặt, dùng tay tắt vào mặt cháu D để cho cháu D tỉnh lại. Do cháu không tỉnh nên An đã gọi điện thoại cho chị T đến lớp, khi chị Tê đến nơi, thấy cháu Đê trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu Đê đi cấp cứu. Chiều cùng ngày, cháu Đê đã mất tại nhà. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cháu Đê tử vong là suy tuần hoàn hô hấp, không hồi phục do chấn thương sọ não nặng. Theo quy định tại điểm 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người sẽ bị xử lý như sau. 1. Người nào giết người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. A. Giết hai người trở lên. B. Giết người dưới 16 tuổi. C. Giết phụ nữ mà biết là có thai. D. Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. D. Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình. E. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện phạm tội một cách rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng g để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân y thực hiện tội phạm một cách man dợ k bằng cách lợi dụng nghề nghiệp l bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người m thuê giết người hoặc giết người thuê n có tính chất côn đồ o có tổ chức p có tái phạm nguy hiểm q vi động cơ đề hèn hai phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản một điều này thì bị phạt tù từ bảy năm đến 15 năm 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc đặc định từ 1 đến 5 năm, phạt để quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Trước đó ngày 4 tháng 3, người dân ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, thương tín Hà Nội vô cùng bàng hoàng và thương cảm sau cái chết của bé trai 17 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ trên địa bàn. Chị N ở xã Vạn Điểm, người dân sinh sống ở gần cơ sở trông trẻ cho biết ngôi nhà của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành thuê để trông trẻ nằm ở gần chợ dân sinh, mức giá khoảng 3 triệu đồng một tháng. Diện tích của ngôi nhà có khoảng 80 m2, với diện tích đó, hai bà mẫu sẽ trông khoảng 10 cháu. Cơ sở mới mở và hàng ngày việc trông trẻ diễn ra từ 7 giờ đến 19 giờ. Mỗi trẻ nhận trông, hai cô này sẽ thu từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng một tháng. Qua lời khai của hai cô bà mẫu, chị N khá bất ngờ và không nghĩ họ lại có hành động man dợ như vậy. Theo chị N, hai cô trông trẻ ở đây được khoảng 4 năm, chưa từng xảy ra việc nghiêm trọng như vậy. Hai cô còn thỉnh thoảng bế các con sang chơi nhà chị để cân nhờ xem có lên cân hay không. Chị N tiếp tục kể, hai cô này ở đây nhìn bề ngoài khá hiền lành, cũng hay giao lưu với hàng xóm. Ngày nào các cô cũng ra mua hoa quả, trò chuyện với mọi người. Nhiều hôm, trẻ mới gửi đến khóc, hai cô còn bế các cháu rong chơi khắp xóm. Trước đây, cơ sở trông trẻ này là của một người khác, sau đó được an và lành thuê lại, trong nhà không lắp camera. Hai ác mẫu này còn từng tâm sự với chị nói rằng đang chán nản có thể bỏ về là với chồng, chứ trông trẻ như thế này thu nhập quá thấp. Về nhân thân của hai đối tượng An và Lành, ngày 4 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi và Nguyễn Thị An, 30 tuổi, hai bảo mẫu trông giữ trẻ tại xã Vạn Điểm, lấy chồng và sinh sống trên địa bàn, không có vi phạm pháp luật.